Đó, ngồi dậy chi. Ngủ phải ngủ à. Mày ngủ rồi kìa. Nằm xuống ngủ nha lên. Nằm ngủ. Răng nó đâu? Mắt nó đâu? Mắt đâu? Răng. Răng. Miệng nó đâu? Ờ. Cái nón của nó đâu? Nằm xuống ôm ôm đi, ôm con gấu ngủ đi. Ôm con Minion ngủ đi. Ôm nó ngủ sao? Nè, nằm như vậy tí hồi bà ngoại mới đi ra ngoài nha. Bà ngoại đi rồi đó, không ai ôm cô đâu. Đó, vậy đó. À, ôm, ôm cái chân lên, gác lên gấu. Ôm cái mắt ngủ á. Ôi, gì dầu. Đâu quá biểu nằm. Mẹ nằm chỗ nào? Mẹ nằm chỗ nào? Ri. Mẹ nằm chỗ nào? Mẹ nằm chỗ nào? Bây giờ Ri kia mẹ nằm chỗ nào? Nằm chỗ đó hả? Mẹ nằm lên đó hả? Mẹ nằm đâu? Thôi mẹ không nằm đâu. Mẹ không có ngủ đâu. Mẹ không ngủ đâu. Đó, nói cho nó ngầu vậy nữa đó. Đừng nói kê gối cho sâu nằm nha. Trời ơi, nó đi kê. À, kê cho em này ngủ hả? Ừ. Ngôi sao á, bốn bạn ngôi sao á. Ừ. Trời má con nó kìa má. Đã đi sao? Làm sao vậy? Đi bê đi đâu vậy? Bê với em đi, bê em sau đi đâu vậy? Cho em sau ngồi nằm gần bà ngoại hả? Rồi em sau ôm bà ngoại rồi kìa. Em sau ôm bà ngoại rồi kìa. Rồi mày nằm đây. Cứ nằm đó đi. Không chịu đâu, dễ gì. Nó chen vô chính giữa kìa. Hẳn gì vậy? Trời. Mấy cưỡi ngựa. Không ngủ mà phi ra đâu. Bập bên á, kêu bập bên á. Ngoài hát ru đi, ngoài cho ngủ ngoài. Mẹ mở hát ru miền Nam á nha. Chịu không? Mở hát luôn miền Nam cho con ngủ nha. Thấy chưa? Có mặt nè, mặt buồn ngủ lắm rồi. Làm gì vậy? Thôi. Thôi cai sữa đi. Cai sữa nha. Tới giờ tới nằm đi. Nằm lên gối đi cho mẹ coi. Nằm lên gối. Ôm con Minion ngủ. Ngoại ngủ hết trơn. Ri có biết bây giờ là mấy giờ không Ri? 10 giờ đêm rồi Ri. Đó, ngoài ngủ rồi kìa, bắt trước ngoài ngủ đi. Oh.
rồi, nó mới tôi nhục rồi, hồi nãy đâu rồi? À, chuột á. Chuột. Màu đúng rồi, ôm em màu giếng dầu cầu giang đông đinh. Ôm em màu ôm em màu đi. Ổng à. Thì đúng à. Gì vậy? Chị gì á? Em kẹt vô á. Con kẹt vô á. Mình xuống một chút nó bò đùng đùng ở đây kìa. Đắp mền lại đi nè. Giờ này không thấy tèo phè, nãy giờ thầy cua đùng đùng. Nó chuột cua nó là một cái. Bye bye đi, bye bye đi ngủ đi. Bye bye đi ngủ nha, ngủ thiệt nha. Nó muốn ngủ chứ. Ngủ thiệt nha. Rồi bye bye. Rồi.